Cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh, tôi đang sống lang thang, không ai dám mời show, mẹ con tôi phải sống trong phòng trọ của công nhân. Sau hơn nửa năm ngày mất của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã lên tiếng nói rõ về những ồn ào vừa qua của gia đình. Cô cho biết từ khi bị Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà, mẹ con cô phải thuê phòng trọ sống ở gần sân khấu kịch Phú Nhuận, căn phòng nhỏ và chật trội với giá một triệu rưỡi một tháng. Cô không ngờ cuộc đời mình phải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Trước khi khi cậu năm còn sống, cậu luôn bảo bọc mẹ con tôi. Tôi muốn gì xin gì cậu cũng cho, tháng nào cũng cũng cho tiền để mẹ tôi đi du lịch và mua sắm. Từ khi cậu mất, cuộc sống của mẹ con tôi như xuống địa ngục, bầu sâu thì cắt hợp đồng, người nhà đối xử tệ bạc, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy nhục nhã và thương cho số phận bạc bẽo của hai mẹ con. Hồng Phượng có cho biết mẹ cô đã phải xin đi làm lao công, rửa chén theo giờ cho người ta để có tiền ăn cơm, khiến cô rơi nước mắt vì thấy mình quá bất hiếu. Từ trước đến nay, truyền thống gia đình cô chưa bao giờ mang chuyện đời tư ra trước công chúng, nhất là khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, các thành viên trong gia đình lời qua tiếng lại. Cô nói lấy làm tiếc vì điều này, rất buồn phiền và suy nghĩ rất nhiều về việc ký hợp đồng với một công ty truyền thông trong đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh Hồng Phượng nói cô chỉ muốn bảo vệ hình ảnh cho cậu ruột ban đầu khi nhận được lời mời của đơn vị cô đã từ chối vì không còn tâm trí suy nghĩ chuyện gì khác song khi được thuyết phục cô quyết định hỏi ý bình tinh tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn bảo vệ hình ảnh của cậu thật đẹp và có thêm doanh thu để lo cho những chuyện hậu sự về sau của cậu cô nói theo hồng phượng cô rất đau lòng khi bị nói là ký kết hợp đồng để ăn trên xác cậu ruột tôi không đăng tải điều gì gây bất lợi cho gia đình tôi không đăng tải điều gì gây bất lợi cho gia đình hay cho hương linh của cậu cô bày tỏ về việc gửi đơn kiện tranh chấp tài sản hồng phượng nói đó là việc của mẹ cô nghệ sĩ hồng nhung trong lúc đám tang tôi và Hồng Loan có trả lời báo chí về vấn đề con nuôi con ruột nhận được câu hỏi từ phóng viên thì tôi đại diện trả lời chứ không có ý gì khác Hồng Loan là con hợp pháp của cậu Vũ Linh tôi nhận thức được điều đó tôi có nói thẳng với mẹ mình là mình kiện không thắng đâu tôi có khuyên mẹ rất nhiều nhưng mẹ vẫn tiếp tục vì có những bức xúc cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng cầu cứu mọi nơi vì hiện sống lang thang vô gia cư cùng con nhỏ và mẹ già điều tôi mong muốn nhất bây giờ là tôi không nghĩ có một ngày mình lại vô gia cư, tôi nghĩ mọi người nên cư xử với nhau một cách đàng hoàng nhất có thể. Điều mong muốn nhất của tôi là được tiếp tục đi hát, được gọi là cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Phượng cho biết thời gian qua cô chịu nhiều áp lực từ dư luận, bị tấn công bằng những chuyện vu khống, lời lẽ khiếm nhã. Sự việc khiến công việc tôi bị ảnh hưởng trầm trọng, tôi bị hủy show rất nhiều, không còn ai dám mời show tôi vì sợ bị làm phiền. Tôi hiện cũng không dám nhận show của ai vì không còn tâm trí để làm việc tôi đã lập vi bằng với những người xúc phạm tôi nhờ pháp luật can thiệp để lấy lại danh dự hồng phượng nói thêm vừa đi pháp về phượng ve chuyển khán giả là lũ ngu không biết thưởng thức âm nhạc Phía Phượng Ve đang khoe khoang khắp các trang mạng xã hội đêm nhạc ở Pháp thành công ngoài sức tưởng tượng, bán 200 vé nhưng khách đến gấp đôi, khiến Phượng phải đuổi về bớt, hiện chẳng biết lỗ lãi của live show này thế nào, nhưng sau đêm nhạc Phượng Ve đã thẳng tay chửi khán giả là đầu bò, chi tiết vụ việc ra sao mời quý vị cùng theo dõi. Ngay từ những ngày đầu công bố chương trình biểu diễn ở Pháp của Phượng Ve đã bấu víu vào bốn chữ gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ Vũ Linh để bán vé với giá là khoảng 5 triệu đồng mỗi chỗ ngồi, không chỉ vịn vào danh tiếng cậu mình để bán vé thu lợi, nhóm Phượng Ve còn dựa vào các tác phẩm nghệ thuật các đoạn video đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh để quảng bá cho live show của mình. Ngoài ra nhóm Phượng Ve còn lồng luôn những hình ảnh trong đám tang để làm nội dung cho chương trình. Khán giả phải bỏ tới 5 triệu mỗi vé. Bực xúc thay, khán giả chỉ được xem một nửa thời lượng đã công bố của chương trình vì lý do không đủ thời gian nên phải rút ngắn để nghệ sĩ về sớm nghỉ ngơi. Trong đó hơn nửa thời lượng chương trình không ai hát hò hay biểu diễn mà Phượng Ve cho trình chiếu video đám tang của cậu ruột mình là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Như vậy bán vé cũng dựa hơi, nội dung chương trình cũng dựa hơi với người chết. Vậy cuối cùng khán giả bỏ tiền ra là để xem cố nghệ sĩ Vũ Linh, chứ đâu phải để xem mẹ con phụ ve. Từ già đến trẻ, đám kền kền có lớn mà không có khôn, quá tham lam nên đầu óc lú lẫn, lớn mà không chịu tự lực cánh sinh, cứ dựa hơi vào người cậu đã mất của mình để báo tới xương ông cậu. Nhiều khán giả cho rằng Hồng Loan còn đó, Phượng Ve không xin phép con gái người ta mà dám lấy hình ảnh đi kinh doanh hết nơi này đến nơi khác, từ Việt Nam đến trời Âu, là nước Pháp xa xôi, cũng có dấu răng của Phượng Ve, thật không thể tin được trên đời có người trơ trẽn đến thế. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mẹ con Hồng Phượng và Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ xảy ra tranh chấp đối với tài sản thừa kế và các vấn đề khác như hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện, kế hoạch xây mộ, hợp đồng truyền thông đám tang. Trước đó ngày 26 tháng 11, tòa nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ tại nhà số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận Phú Nhuận với yêu cầu phản tố của bà Hồng Loan yêu cầu bà Hồng Nhung và Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà trong vụ việc tranh chấp thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ mà tòa nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý theo đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung, phía nguyên đơn yêu cầu tòa hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan, yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với hai thửa đất số 8788, căn nhà số 5 đoàn thị điểm phường 1 quận Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Căng rồi, anh hai Vũ Luân chửi như tắt nước vào mặt Phượng Ve và Tim vì sân si mà đến. Mới đây những dòng chửi hài hước và thấm thiế của nghệ sĩ Vũ Luân khiến nhiều người cười ra nước mắt vì độ hài hước và thâm thúy. Vũ Luân thay mặt quý cộng đồng mạng những người vì yêu thương mà đến xin cắm đầu xuống đất, trồng cái mông lên trời trân trọng chào đón băng đảng cũ đổi tên mới. Vì danh dự cố nghệ sĩ mà tới, khoe khoang khắp cộng đồng mạng là dân có học có bằng cấp, cái miệng như cái ống cống, giọng nói the thế như kèn lá thổi đám tang, văn phong nói chuyện hạ lưu toàn là con thằng mất dạy khốn nạn những từ quen thuộc nhất là xạo, ngông cuồng ngu dốt khiếm cả phần thiên hạ đến nỗi không nghĩ ra được một cái tên ý nghĩa cho băng đảng của mình bắt trước ăn cắp ý tưởng người ta giống hệt như soạn văn của người khác rồi giả làm tác giả trơ chẽn tự phong là soạn giả ăn nói hàm hồ lỗ mãng như phường đá cá lăn dưa cộng đồng mạng ai tin là soạn giả chẳng khác nào tin lời con cháu khác họ không bao giờ kiếm tiền trên xác của người chết giao tiếp ứng xử từ xưa tới nay chưa có quy định người trên phải cung kính với kẻ dưới cố nghệ sĩ là ai mà phải cung kính hai tay dâng tiền lì xì cho một con cháu khác họ chữ khác họ đã được ông khẳng định và lập đi lập lại nhiều lần một con cháu mà từ lúc thơ ấu cho nên khi trưởng thành chỉ biết hưởng thụ những gì cố nghệ sĩ có được nhờ đổi bằng mồ hôi và nước mắt từ danh tiếng của cả tiền bạc mẹ và con đồng lòng hợp sức lấy cho hết cướp cho sạch từ khi cố nghệ sĩ còn sống cho tới khi chết vẫn chưa hả dạ vẫn tiếp tục gặm nhắm thân xác danh tiếng mộ phần và luôn cả danh dự cũng bị đem ra làm bằng chứng để hợp pháp việc cướp nhà chiếm đất tín ngưỡng tôn giáo là thiêng liêng là quyền tự do của mỗi cá nhân một xã hội nào dù tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa kỳ thị tôn giáo là cấm kỵ là một kẻ vô thần nên thiếu hiểu biết thiếu lòng tin nên ác cảm hận thù với niềm tin tôn giáo tự khẳng định cố nghệ sĩ không thờ phật không bao giờ mặc áo lam không quay mv về phật trong khi những cái không bao giờ đó xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội, ai cũng nghe cũng thấy, chỉ duy nhất một người tàn phế cả nhân cách lẫn tri thức không nghe thấy, vì danh dự của nghệ sĩ ma tới, ai là người làm mất danh dự của nghệ sĩ, ai là người tổ chức họp báo ngày 7 tháng 3, kể từ ngày đó đến nay ai là người đem hình ảnh và tên tuổi của cố nghệ sĩ ra bêu diếu ai là người tung tin cố nghệ sĩ là người giới tính thứ ba ai là người đem tên tuổi của cố nghệ sĩ tham gia vào cái chợ chửi và ai là người tung những đoạn ghi lén khi cố nghệ sĩ nói về một ai đó giải thích thế nào về sự im lặng của một bầy em cháu dâu rể chi âm xin hồng nhan khi giao cơ vô ly yêu cầu công khai cảnh giường chiếu lên mạng xã hội việc hát tổ chức vu lan báo hiếu trên mộ là sai vậy việc xúi dục vợ chồng thằng lùn quốc tế la lối khóc lóc trước bàn thờ và mộ phần cố nghệ sĩ là sai hay đúng việc ăn uống trước bàn thờ là mất dạy vô lương tâm vậy việc xúi con kim ngu đòi lại bàn thờ đem hình cố nghệ sĩ ra lề đường ngồi nhậu gọi là gì mất đạo đức và vô liêm sỉ cố nghệ sĩ là ai ông hoàng cải lương hồ quảng ở đâu ra người duy nhất nối nghiệp cố nghệ sĩ cải lương còn bập bẹ hát chưa xong nói chi tới hồ quảng giải 3 SNN nếu không có hai ngôi sao VL và HL tham gia thì còn lâu mới có. Không phải truyền nhân nối nghiệp mà gọi chính xác là ác nhân tạo nghiệp. Suốt thời gian vừa qua nối nghiệp giữ chưa? Truyền nhân giữ chưa? Đem hình ảnh và tiếng hát của nghệ sĩ vào quán bar nhà hàng để dựa hơi lấy tiếng. Trong khi đối với cố nghệ sĩ lúc sinh thời, đây là điều tối kỵ làm ảnh hưởng danh dự của ông tự quyết định HP muốn giữ căn nhà để thờ cúng, nhang khó trong khi chính miệng con cháu khẳng định HL là người lo cúng kiếng con mẹ con nó chỉ ở và hưởng thụ nhắc cho nhớ cái nhà từ đường có bàn thờ của ông bà ngoại nó còn bị mất cái nhà của cậu nó chẳng ăn thua gì đâu vì danh dự cố nghệ sĩ mà tới cái tên đó không đúng chút nào thôi thì giữ lại cái tên đòi nhà cho ở nhờ nghe có vẻ hợp lý hợp tình hơn sẵn dịp đang lỡ trớn chồng mông xin phép được làm một phát vô cái bản mặt ma chê quỷ hờn cho hoàn toàn tỉnh trí bớt ngáo bớt ngu bớt ăn nói ngang ngược lúc nào cũng phải nhớ thả anh năm đi ngủ chứ anh năm không bao giờ giữ em